kiến là có trong tương lai về là thì hiện tại. Cái công thức này là công thức để tính trong đấy ạ. E của ST là gì ạ? Là giá trị mà chúng ta kỳ vọng tài sản có trong tương lai sẽ nhận được. R sẽ là risk-free rate ạ. Risk-free rate là gì ạ? Và cộng với các phần risk premium ạ. Risk premium là gì ạ? Là phần rủi ro đúng không? Và mình cũng đã học được là sẽ có ba loại này đầu tư khác nhau đúng không? Cái bên ba loại này đầu tư khác nhau chưa? Trong phần portfolio management ạ. Thì trong đó thì thông thường cái phần risk premium này sẽ chỉ dương đối với cái loại nhà đầu tư là gì ạ? Risk averse. Có nghĩa là họ sẽ yêu cầu thu nhập càng cao khi mà họ nhận nhiều rủi ro hơn, chấp nhận rủi ro hơn, thu nhập càng cao hơn thì sẽ có một phần risk premium là luôn. Và khi mà chúng ta thực hiện nắm giữ các loại tài sản cơ sở này thì có thể phát sinh ra các cái loại chi phí hoặc là thu nhập trong quá trình nắm giữ tài sản. Thu nhập thì có thể là gì ạ? Thu nhập thì có thể giống như là cổ tức, là các cái phần tiền chúng ta thu được phát sinh trong suốt quá trình ta nắm tài sản từ thời điểm 0 đến thời điểm T. Còn lại thứ hai là chúng ta có thể chịu chi phí ạ. Như là các cái loại sản phẩm hàng hóa mà chúng ta nắm giữ hàng hóa, chúng ta sẽ phải chịu chi phí lưu kho lưu bãi, chi phí để bảo quản hàng hóa đấy. Thì nếu chúng ta đưa thêm các cái phần thu nhập và chi phí thêm vào công thức này ạ, thì người ta sẽ làm gì ạ? Người ta sẽ trừ đi giá trị hiện tại của chi phí và cộng với cả giá trị hiện tại của thu nhập để tính ra được là chúng ta sẽ có được cái giá trị ngày hôm nay của tài sản là bao nhiêu. Chỗ này trừ đi phần chi phí và cộng với thu nhập thì có hợp lý không? Đúng không, đúng không? Thì chi phí là cái chúng ta phải chịu, còn thu nhập là cái chúng ta nhận được. Và cái này mọi người lưu ý lại, sau đó thì khi mà chúng ta so sánh với các cái phần tài sản phái sinh ý, mọi người cũng có thức hơi khác một chút. Ở đây mọi người chú ý ạ, cái này là present value ạ, có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải chiết khấu tương ứng cái phần chi phí và thu nhập này về giá trị hiện tại nếu mà chúng ta nhận được nó không phải thời điểm tên là không. Ví dụ như chúng ta nhận được trong khoảng từ 0 cho đến cái này sẽ là S0 ạ. Chúng ta sẽ chiết khấu là SD về S0 và nếu là sử dụng cái phần thu nhập hoặc là chi phí phát sinh không phải tại thời điểm 0 mà tại thời điểm T này ạ. Chúng ta cũng sẽ phải chiết khấu tương ứng với phần thu nhập và chi phí đấy từ thời điểm T này về thời điểm 0. Khi chiết khấu thì chúng ta sẽ dùng lãi suất chiết khấu nào? Cái này chỉ ở ngoài thôi, khoảng thêm thôi. Nếu là sử dụng cái chiết khấu với phần này thì chúng ta sẽ phải dùng lãi suất chiết khấu nào? Có phải chúng ta vẫn sẽ dùng là một cộng R nhân với cả cộng phần risk premium không? Sẽ chỉ có R thôi đúng không? Tại sao chỉ có R thôi? Bởi vì cái phần ST này, cái phần giá trị này là cái giá trị expected return chúng ta kỳ vọng là có thể nhận được. Còn các cái phần này người ta giả định rằng là các phần cost and benefit này là các phần mà chúng ta tính toán được và nó là một số fixed rồi. Thì thế là chúng ta sẽ chiết khấu chỉ bằng là cái risk free rate thôi, không có chịu rủi ro gì trong cái việc mà chúng ta nhận thu nhập hay là chi phí các khoản phát sinh trong quá trình nắm giữ tài sản cả. Nên là khi mà chiết khấu về đối với cả cost và benefit thì chúng ta sẽ sử dụng risk free thôi, mà không có thêm cái phần risk free này vào.